Ok, chào bạn. Trong video này, mình đã thi đấu với đối thủ Mỹ, Elo hơn 1.900 thôi. Và mình đã có nước phế mã thiên tài. Và quan trọng hơn, đó là cách chơi của Quang Liêm lại một lần nữa phát huy tác dụng. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay. Trong vòng đầu trên thì mình cầm quân trắng và đối thủ Mỹ cầm quân đen. Mình bắt đầu đẩy nước D4. Đến lượt đen, đen lên mã F6. Mình lên C4. Đen đẩy tốt lên G6. Chúng ta thấy là đen bắt đầu phát triển theo thế phòng thủ Ấn Độ. Ở đây thì vẫn đúng bài, mình phát triển mã lên C3. Đen đẩy tốt lên D6. Mình đẩy tốt lên E4. Đen phát triển tượng lên G7. Và đến đây vẫn là bài của Quang Liêm. Mình phát triển mã lên F3. Đen nhập thành, phát triển tượng lên E2. Chúng ta thấy là bên trắng nhìn có vẻ như là mình muốn nhập thành gần, nhưng không, mình sẽ nhập thành xa. Đến lượt đen, đen phát triển mã lên D7. Mình ghim tượng vào G5. Đen đẩy tốt lên C5 và chúng ta sẽ đẩy tốt xuống D5. Tiếp theo đến lượt đen, đen đuổi tượng, mình lùi tượng về. Đen tiếp tục đuổi, mình tiếp tục phải lùi tượng về G3. Ở đây thì đen phát triển mã lên H5 để bắt tượng. Với cái kiểu đánh của Quang Liêm thì quân tượng ô đen sẽ lại không quan trọng. Chúng ta nhớ là chúng ta biết là trong phòng thủ Ấn Độ thì thông thường bên trắng sẽ có xu hướng là giữ lại quân tượng đen để đổi với quân tượng đen của đen, quân tượng phòng thủ. Tuy nhiên thì trong với cách đánh này thì bên trắng sẽ không quan tâm đến quân tượng đen, vì bên trắng sẽ tấn công cánh vua với hàng tốt này, hàng tốt được dâng cao. Rồi bây giờ đến lượt mình phát triển hậu lên C2 chuẩn bị nhập thành, không cần quan tâm đến quân tượng, mà bản thân thì quân tượng cũng không thể chạy đâu được. Ở đây thì ngay lập tức đen dã, mình lấy tốt ăn lên, tốt h ăn lên, mở cột cho xe. Rồi đến lượt đen, đen đưa mã lên D5. Chúng ta thấy là quân mã kiểm soát ô vuông mạnh, ô vuông E5 ở trung tâm. Ở đây thì mình sẽ tấn công cánh vua. Với việc tốt đã đẩy cao, mình sẽ tìm muốn là đẩy tốt ở cột F lên để phá cấu trúc tốt cánh vua của đen. Và để làm điều này thì mình, nhưng mà trước tiên mình sẽ nhập thành đã. Rồi đến lượt đen, đen đưa mã lên G4. Chúng ta dễ thấy là đen còn tấn công và tốt ở F2. Ở đây thì mình đang tính là sẽ đưa tượng lên hoặc là đưa hậu, đưa tượng về thì hậu sẽ giữ tốt. Nhưng mà mình quyết định là vẫn giữ, muốn giữ quân tượng ở vị trí E2. Vậy mình đưa xe ra F1 để giữ tốt. Rồi đến lượt đen, đen bắt đầu tấn công cánh vua của mình với nước đẩy tốt lên A5. Chúng ta thấy là còn rất rất lâu thì đen có thể tấn công được cánh vua, tức là cánh hậu của mình. Rồi đến lượt mình, giờ mình lùi mã về D2. Mục đích ở đây sẽ là mình muốn đẩy tốt lên F4 để phá cấu trúc tốt cánh vua của đen. Đen sẽ làm gì? Ở đây thì đen lại tiếp tục về mã và mình đẩy tốt lên F4. Đến lượt đen, đen lại lao mã vào G4 để chạy mã khỏi tốt. Đến lượt mình, mình đưa hậu lên D3. Chúng ta thấy là để tránh cho đen nhảy mã vào E3, bắt xe vào hậu. Đến lượt đen, đen đẩy tốt lên F6. Ngoài đen đã thấy nguy hiểm và anh quyết định là củng cố cho cánh vua. Chúng ta thấy là hàng tốt đã chặn hoàn toàn đường phát triển của tượng, một thế trận không tốt cho đen. Đến lượt trắng, đến lượt mình, đây mình lại phát triển mã lên F3. Đến lượt đen, đen đưa hậu lên B6. Thực ra đen đưa hậu lên cho nguy hiểm thôi, chứ còn đâu rất rất lâu nữa thì mới có thể tấn công được cánh vua. Nếu đẩy xuống, đẩy xuống thì mình sẽ đẩy lên và coi như là hết đường tấn công. Đến lượt mình, lúc này mình đã đẩy tốt lên E5. Tại sao đẩy tốt E5? Vì mình muốn mở đường chéo từ H7 đến D3 cho hậu. Quân hậu sẽ sẵn sàng kết hợp với xe để chiếu hết. Ở đây thì đen nhận thấy nguy hiểm, có lẽ đen không ăn. Bởi ở trong bản đồ này thì đen ăn tốt nào lên thì cũng thế thôi. Mình sẽ ăn tốt này. Đen lấy tốt ăn lên, tốt nào ăn lên thì mình cũng sẽ lấy mã để ăn lên. Và hậu và xe sẽ có đường để tấn công vua đen. Rồi, đến lượt đen, đen sẽ làm thế nào đây? Ok, anh vẫn tiếp tục hồn nhiên đẩy tốt xuống A4, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Và đến đây,
mình bắt đầu mở cuộc tấn công với nước lấy tốt để ăn tốt của đen. Pem. Đen lấy tốt G ăn lên, dĩ nhiên rồi. Đen không muốn mở cột H cho xe. Và đây, nước đánh thiên tài của CTC đó chính là Pem, nước mã, phế mã. Chúng ta thấy là nếu tốt ăn lên, mình sẽ đưa hậu xuống chiếu. Đen bắt buộc phải đưa vua lên. Và mình sẽ xem nào. À không, không đưa được, xe chặn rồi. Trong trường này nếu xe ăn trước thì xe mình ăn sang. Tốt ăn lên thì xem nào, có thể đưa hậu xuống đây và đẩy tốt xuống. Chúng ta thấy là vua sẽ hết đường chạy. Rồi, ở đây thì đen sẽ đánh nào. Pem, như vậy anh không ăn mà dùng tượng để đuổi hậu. Một nước đánh nhìn có vẻ như rất hay của đen nhưng mà thực chất thì cũng chả ra gì. Chúng ta thấy là mình lấy xe để ăn thôi. Pem. Đen sẽ làm gì? Anh lại ăn tốt ăn mã. À, như vậy là đen đã muốn lấy xe của mình để chặn, tự chặn hậu tấn công vào vị trí ở H7. Đến lượt mình. Mình lấy tượng ăn lại mã. Chúng ta thấy là như vậy là mình đã ăn hơn được một cây, một mã so với đen. Đến lượt đen, anh sẽ đánh thế nào? Pem, anh lấy tượng quá tốt. Đến lượt mình. Đây, mình lấy xe ăn tốt, chiếu. Ở đây thì nước duy nhất đó là có thể là về tượng. À không, về tượng hoặc là chạy vua lên. Nếu về tượng thì mình sẽ đánh thế nào đây? Có thể là đưa hậu xuống chiếu. À xin lỗi, đưa tượng xuống chiếu. Lên xe thì mình sẽ đưa hậu xuống chiếu. Vào vua. Ờ, vào vua. Nó cũng lằng nhằng nhỉ. Từ thử xem nào. Đưa tượng vào thì chiếu đây, đưa xe lên à. À đây, chiếu đây, chiếu đây. Tên vua thì chiếu đây. Ok, xuống vua thì là chiếu hết. Ok, ok. Còn đâu trong mặt đấu này thì đen có lẽ muốn, anh muốn thua nhanh hơn, cho nên anh quyết định là lên vua. Và mình chiếu hết luôn trong 25 nước. Ván đấu tấn công của Quang Liêm, đúng là với việc chỉ phân tích một ván đấu Quang Liêm thôi, nhưng mà mình đã áp dụng trong các ván đấu của mình và đã đạt được những cái kết quả khả quan. Ok, đấy là lý do mình rất thích phân tích các video chuyên sâu, nhưng mà phải nói là cũng không có nhiều thời gian. Ok, cuối cùng hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào các bạn.